thôi. Anh dạy sao? Rồi, đi khách vô. Rồi, lên đây, lên đây. Lên đây, bé, trên đây bé này, Su. Su ơi, Su. Lên đây bé. Rồi, lên đây. Sao mà em đứng đây hả? Nãy giờ học anh lên trễ giận đúng không hả? Giận rồi sao này cả nha hả? Đóng trễ có một xíu mà giận luôn rồi. Thôi gì đây anh coi thử coi. À, đây ngồi xuống anh coi thử coi trong cặp có gì nữa nè cả nha. Học hành sao đây? À trời, hôm nay siêu Su đi kiểm tra Su được 10 điểm luôn nè. Trời ơi, giỏi chưa? Thôi 10 nữa nè. 10 nữa luôn. Trời ơi, giỏi. Trời ơi, giỏi vậy. Bây giờ anh đi mua bánh cho ăn nha. Mở vô, mở cặp vô. Rồi cái gì đây? Ôi, giấy khen rồi nha. Trời ơi, hôm nay được cái giấy khen nè. Trời ơi, được, giỏi. Rồi, thôi anh cắt cho. Cắt nha, rồi thôi. Đi lên xe để bây giờ mình sẽ dẫn Su đi mua cho Su cái bánh nha. Với lại sữa cho Su uống nha. Đây. Ê, thôi đi. Đi về gái. Đi về. Đi về. Su. Xe đẹp. Đây, lên đi. Đi mày đâu. Rồi, giỏi. Đó, thì hôm nay á là mình đón Su bị trễ cả nhà. Su bị giận. Đó, mà hôm nay là Su vừa mới đi thi xong mà Su hoàn thành tốt luôn á. Ba bài được 10 điểm luôn mới ghê chứ. Để bây giờ mình sẽ dẫn Su đi mua cho Su một cái bánh nè, một hũ sữa rồi dẫn Su ra ngoài quảng trường cho Su chơi luôn nha. Ok. 5 minutes later. Hôm nay nấu bị trễ. Để bây giờ anh tới mua cho mấy cái bánh sushi ăn nha Su. Đi xe cho anh nè. Giỏi. Thôi. Anh dạy sao? Rồi, đi khách vô. Rồi lên đây. Ở đây, trên đây bé này Su. Su ơi, Su. Lên đây bé. Lấy nhiều cái cô. Lấy mấy cái nè. Lấy 4 cái cô. Đó. À, hôm nay là đón Su bị trễ. Hôm nay là Su hơi bị giận. Nhưng mà được cái là hôm nay là Su thi tốt. Hôm nay là mua sushi cho Su ăn nha. Su được ăn sô chiên. Hôm nay là Su đi thi hơi bị tốt cô nên đâm ra là mua sô chiên cho Su ăn. Mua sô chiên cho Su ăn. Cô cũng vô cái chơi cái bạn của con. Bao nhiêu cô nhờ? 20 con. À dạ rồi con gửi ạ. À. Giỏi lắm nè, nó toàn bay nè. Rồi. Đây, anh mua sô chiên cho rồi này nha. Em lấy tên kìa quên rồi, anh gửi lên. Anh lấy cái qua. Dạ ăn hết chứ ạ. Đây. Rồi bây giờ Su chào, Su cảm ơn cô đi. Rồi, anh dẫn đi ra ngoài trường chơi nha. Ê, quay lại chào, cảm ơn cô. Rồi, thôi đi. Thôi cô đi cô ơi. Rồi, đi Su. Lên đây. Vô đây, này, em thích bìm bìm nào. Đây, vô đây. Rồi, đây. Quay hết giờ bìm bìm luôn này. Em thích bìm bìm nào. Đây không? Đây nha. Đây, anh mua cho một gói đây nha. Rồi, đi vô tính tiền của anh. Rồi, đi qua đây tính tiền. Đi qua đây tính tiền của anh. Rồi, đi qua đây tính tiền của anh. Nhiêu tiền? 4,000 đi. Đó, thôi mua ở đây thôi là được, mua thêm chai nước nữa. Lấy con chai nước nữa bà ơi. Chai nước cái nữa chị. Rồi, thôi đi ra nha gái. Đi ra quảng trường ăn rồi chơi. Ông mừng gì? Rồi, nằm. Thôi rồi, cô kia, anh thu bánh cho ăn. Đây, đi giúp bạn. Theo anh nè. Giỏi. Đi theo anh. Rồi, lại đây, xe vô. Lại đây. Rồi, Su đây. Đây Su. Rồi, Su xuống lên đây ngồi. Nhiều lên được không? Rồi, đây nằm lên.
Rồi, không ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi. Đây nha cả nhà, thì hôm nay là mình đón bông bị trễ, đón Su bị trễ mất. Nên Su giận. Su kêu là học em đi học á mà người ta về hết rồi, chỉ có mình em ở lại thôi, nên Su buồn. Nè. Đó. Đó, ăn đi, ăn vô. Giỏi. Giỏi. Đây bông. Cho bông miếng nè. Đó. Nè, Su ăn vô. Su ăn vô. Su ăn vô. Ăn vô nè. Ăn vô. Ăn vô. Ăn vô nào. Ăn vô gái. Giỏi. Không ai nghĩ nha. Ở đây anh uống nè, cho uống nước nè. Đó. Giỏi. Bông. Nước nè. Giỏi. Su uống nước nè. Giỏi. Đây, bông. Uống nước nè. Thôi thì bây giờ là mình sẽ cởi đồ ra cho Su với bông để Su bông đi chơi với bạn trường thư giãn luôn nha cả nhà. Rồi anh cởi đồ ra nè. Đấy, rồi Su ngồi xuống. Đó. Ngồi yên để anh cởi đồ ra nè. Hôm nay là Su học rất là giỏi cả nhà, học rất là giỏi luôn nên đâm ra là mình rất là vui khi mà Su đạt được những cái thành tích như vậy. Rồi. Rồi, Su ngồi xuống nè. Ngồi im đó, để anh cởi đồ ra. Rồi. Rồi, Su cởi ra nè. Đó. Rồi. Su cởi đồ ra nè. Giỏi. Đó, Su cởi ra là cái nhà sẽ không nhận ra Su đâu nha. Su rất là khác luôn. Đó, khác bọt. Rồi, dài. Rồi. Rồi, đó. Rồi. Bông. Su ngồi. Su ngồi. Rồi. Bông. Ngồi đó. Bông. Ngồi đó. Khi nào mà anh cho 20 đứa đi chơi thì mấy đứa đi chơi nha. Mấy đứa nghe lời anh nè. Quách, Chuột, Chi. Đi chơi đi. Yeah. Rồi đi chơi đi. Rồi đi chơi đi. Đi chơi Su. Quay đi chơi. Rồi đi chơi đi bông. Đi chơi gì Su đi. Chu chạy. Su đi chơi. Su. Bông đi chơi đi bông. Dạ. Bông đi chơi đi. Rồi đi lại mẹ Su. Su xách cho mẹ nè. Chu cho bông. Để. À, thì hôm nay là gửi tới cả nhà một clip đi học của nhà Su nha. Thì cả nhà mình xem clip mà thấy vui á, nhớ nhấn like, đăng ký nha. Và quên chia sẻ để ủng hộ cho kênh Dog Working on Chung Lét ngày càng phát triển nha cả nhà. Thì hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Ok.